đơn giản nhất, nhanh nhất, kết hợp cực kỳ nhanh, cực kỳ dễ làm nha các bạn. Mình tỉa như cái điểm ở trong này, cái đường lứt ở trong này như các bạn. Cái mẫu này thì đòi hỏi các bạn phải nhanh tay. Không mà nó cháy này.
Đây là mình đã xong cái phần vân nha các bạn. Nếu mà ví dụ như các bạn muốn nó đơn giản thì các bạn để như thế này thôi, còn không thì chúng ta sẽ chạm thêm một màu nữa. Ví dụ như cái màu này là màu xanh dương này các bạn, thì chúng ta sẽ chạm thêm một cái màu vàng chăm nha các bạn, chạm lên là nó. Tất cả các bạn chú ý, bao giờ chúng ta vẽ vân trước và đập nền sau bao giờ nó cũng đẹp, đẹp hơn là đập nền trước nha các bạn nhé. Tại vì sao? Khi chúng ta vẽ là nó sẽ bị có những đường nổi, vẽ vân trước này có những cái điểm nổi đó, thì chúng ta đập cái nền sau này á, cái nền sau này thì cái lớp nền này mình mới đập cái lớp nền vàng chăn á, đập cái lớp nền vàng sau này thì nó sẽ che hết cái phần nổi và cái vân này nó sẽ được chìm vào bên trong nha các bạn nhé. Sẽ chìm vào bên trong, thì khi chúng ta phủ keo lên thì người ta sẽ không biết được là khi nhìn vào đó, những người bình thường người ta nhìn vào thì không bao giờ biết được là đây là sơn giả đá nha các bạn nhé. Các bạn chú ý được cái vấn đề đó, chúng ta là đặt nên đập nền sau, đừng nên đập nền trước. Đập nền trước là cái vẽ cái vân nó rất, các bạn phải vẽ thiệt kỹ, còn không thì không vẽ kỹ thì sau này nó bị, ví dụ bị nổi vấn đề nào thì các bạn không sửa được nha các bạn nhé. Rồi các bạn lưu ý, thì bây giờ chúng ta thì chờ đợi nó khô rồi chúng ta phủ keo nó là ok rồi. Bây giờ là chúng ta tiến hành phủ keo nha các bạn, nó khô rồi. Đã khô rồi thì mình tiến hành phủ keo, thì mình ở nhà là mình chịu phủ keo bóng nước cho các bạn coi rồi. Còn ở ngoài công trình đó thì các bạn coi những cây trụ này mà ngoài công trình đó phủ keo 2K nha các bạn nhé. Thì keo 2K đó thì nó sẽ trong, mình phủ về phủ 3 nước nha các bạn, để nó có độ trong chứ không phải độ bóng nữa. Nó trong cái trụ lên thì nó sẽ có cái chiều sâu nha các bạn. Nhà thì mình phủ keo bóng nước cho các bạn coi. Các bạn chú ý là phủ keo 2K là các bạn phải sử dụng bằng bít tô lê và máy hơi nha các bạn nhé, sử dụng bằng tay được. Khi các bạn phủ keo thì cái màu nó sẽ lên, nó sẽ thực tế hơn. Chưa có keo thì cái màu nó sẽ khác. Chú ý. Với video hôm nay thì mình hướng dẫn các bạn tới đây thôi. Thì hẹn gặp lại tất cả các bạn video kế tiếp, thì mình sẽ ra nhiều cái mẫu để hướng dẫn cho các bạn. Thì các bạn có thể tự học tự làm được. Các bạn coi video, hãy
hãy cho mình một like, một chút lượt chia sẻ và đăng ký kênh nha các bạn, để ủng hộ cho kênh của mình phát triển. Mình cố gắng là mình sẽ ra nhiều mẫu vẽ đơn giản nhất để cho các bạn coi như là thực hiện và có thể làm được thành công nha các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.